Hãy cùng Hai Chị tận hưởng vẻ đẹp bình yên của Du Già trên vùng cao nguyên đá Hà Giang nhé. Du Già là một xã trù phú thuộc huyện Yên Minh, cách trung tâm Hà Giang khoảng 70 km. Thời điểm lý tưởng để du khách khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của Du Già là khoảng từ tháng 10 đến tháng 5, bởi khi đó thời tiết mát mẻ, trong lành và còn là thời điểm hoa tam giác mạch nở rộ. Đến với Du Già, du khách sẽ có cơ hội tham gia vào các trải nghiệm mới lạ như ngâm mình trong làn nước mát tại thác Thâm Luông hay các hoạt động bắt cá tại suối Du Già được cánh mày râu vô cùng yêu thích. Đặc biệt, chợ phiên Du Già cũng là nơi thu hút đông đảo khách trong nước và quốc tế ghé thăm với đa dạng các món ăn truyền thống cùng các lễ hội đặc sắc. Khi lưu trú qua đêm tại Du Già, du khách còn có cơ hội trải nghiệm các hoạt động giao lưu văn hóa như đốt lửa trại hay các tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc. Tới đây, bạn có thể tham khảo Tom Du Già Homestay, được coi là nơi nghỉ dưỡng ấm cúng giữa rừng núi Du Già, rất thuận tiện để tham quan các địa điểm đẹp và thú vị. Tom Du Già mang tông màu nâu vàng chủ yếu và mái lá cọ với mức giá từ 250 đến 650 nghìn đồng. Hai, tớ dày Homestay được đặt ở vị trí đắc địa và mang kiến trúc mộc mạc đặc trưng của dân tộc Tày. Homestay này sở hữu tới 12 hạng phòng nghỉ dưỡng khác nhau với mức giá từ 300 đến 400 nghìn đồng. Bạn cũng có thể ghé thăm Du Già Panorama Homestay. Đây là homestay làm nên tên tuổi bởi không gian nên thơ tuyệt đẹp. Du khách đến đây có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng với mức giá chỉ từ 400 đến 450 nghìn đồng. Tới đây, bạn cũng đừng quên thưởng thức các món ăn đặc sản tại Du Già như rêu nướng, thắng rèn hay thắng cố trong thời gian lưu trú ở đây nhé. Còn chần chừ gì mà không đến ngay Du Già Hà Giang khám phá thôi nào.